Vâng, Khang Minh xin kính chào toàn thể mọi người. Tiếp tục clip giới thiệu hàng Mỹ trong buổi chiều ngày hôm nay, khui cặp loa MRX515 cặp kế tiếp, nguyên tem cờ và made in USA, cực kỳ đẹp. Các bác và quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng. Đây là một trong những cặp loa full đơn bát 40 từ Leo mà Khang Minh cung cấp đi rất là nhiều, gần như là về tới đâu các bác quý anh em mua sắm ủng hộ tới đó. Cái phân khúc trên dưới 30 triệu. Tem này, ê căng này. Đó, nó đỏ au đẹp tuyệt vời, MRX500 JBL. Tem cờ nguyên bản này. 15 inch tức là loa bát 40 two way hai đường tiếng. 400W trung bình. Công suất maximum 1600W này. Wow. Đẹp thực sự. Sắp tới Khang Minh còn về nhiều nữa cơ. 515 rồi thì 512M, 512M thì là bát 30. 525 full đôi bát 40. Các cặp súp của nó thì có MRX518S rồi thì MRX528S. Đây. Phía sau nhá. MRX515 này, made in USA. CG này. Đẹp từng con ốc. Tem này. Đó, nó rất là sáng mà nó mất đi cái màu trung thực của cái tem JBL này này. Khang Minh xoay ra đây. Xoay ra đây. Đây. Hàng hóa đợt này về nó hơi chậm. Cho nên là có rất nhiều các cặp loa mà Khang Minh vẫn chưa giới thiệu được. Hàng về nhiều lắm. Nhưng mà tình hình dịch bệnh cho nên là hàng hóa nó đi về hơi chậm. Vận chuyển đi, vận chuyển về đều chậm hơn bình thường. Bình thường Khang Minh vận chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, mất khoảng 5 đến 6 ngày thì dịch bệnh nó sẽ chậm hơn khoảng tầm 2 ngày đến 3 ngày. Đó, để các bác quý anh em mua sắm thì mọi người lắm được. Chứ không là thấy hàng lâu tới các bác quý anh em lại bảo là sao hàng lâu đến thế. Đây này, cái ly lông nó mắc vào cái con vít này. Nam ơi, bỏ cái này ra. Ô, sao nó mắc chắc này. Tem nhá. Quay lốt chiếc loa thứ hai. Ví dụ như cặp loa 515, cặp gần đây nhất Khang Minh cung cấp em tới bên Thanh Oai, Hà Nội. Đó là cặp cũng made in USA. Cực đẹp. Tiếp tục lại đến cặp kế tiếp về. Trên nóc này. Wow, nó còn bóng. Cái lưỡi sơn này đẹp cáo cạnh luôn. 515 made in USA CG này. Cái CG các bác quý anh em tự xem nhá. Bụi bặm một chút này. Xoay đây. 50. Mọi người quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh. Cái video Khang Minh quay rất là nhanh bởi vì trong buổi chiều ngày hôm nay tranh thủ. Thôi để đấy. Tay sách này. Đấy, nó hơi bụi bặm, sẽ lau chùi vệ sinh sau. Hơi dọn đi, để sau cất loa. Hàng về một là Khang Minh khui trực tiếp quay tại đây. Hai là trong nhà có không gian thì sẽ cho vào trong nhà rồi quay. Khang Minh nói lại là cái cặp loa làm trong những các CG của MRX500. Đó là những cặp loa rất đáng chơi. Đó, phân khúc thì trên dưới 30 triệu, tùy cặp, các bác quý anh em cũng biết rồi. Hàng Khang Minh về thì đều là hàng Mỹ tuyển chọn. Mà những hàng thông thường ấy, là Khang Minh không có nhập. Đã zin còn phải đẹp. Zin mà không đẹp là không nhập, bỏ qua luôn. Mọi người quan tâm đến những cặp loa sắp tới thì Khang Minh sẽ giới thiệu sau khi hàng về. Gặp lại các bác và quý anh em ở những video kế tiếp nha.